Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay trang trại Tín Tài là cắt được 2 cặp nhung. Đấy thì sẽ làm luôn những cái bình ngâm rượu sẵn này. Thì những cái bình này thì trang trại cũng sẽ làm liên tục. Tại vì vừa rồi là trang trại cũng để dư ra một số lượng rất là lớn là hơn 40 bình. Tuy nhiên là có khách ở công ty là lấy một lúc là hết luôn. Lấy để làm quà biếu. Đấy, cho toàn công nhân viên thì là hết luôn, nên hiện tại thì trang trại cũng sẽ là cắt được cặp nhung nào. Trang trại hôm nay là không báo khách này, và sẽ làm hôm nay là sẽ có 12 bình ngâm. 12 bình ngâm thì trong cái bình ngâm này thì đây Hồng Duyên đang chia nguyên liệu. Thì cái bình ngâm này mọi người nhìn nhé, trong cái bình ngâm ấy thì sẽ có một củ nhân sâm tươi Hàn Quốc. Thì cái sâm này thì là loại sâm mà 8 củ 1 kg. Thế mỗi củ sâm nó sẽ tầm khoảng hơn 100 g. Đấy, và cùng theo đó là nó sẽ là 100 g nhung hươu tươi Thái Lát, nguyên liệu chính của bình ngâm. Đấy, và 10 con đông trùng hạ thảo, 10 con đông trùng hạ thảo nguyên nhậm nhé. Thì đây ạ, 10 con đông trùng hạ thảo. Thì bình rượu này là bình rượu 2,7 lít. Bình rượu này là bình rượu 2,7 lít. Đấy, thì cái bình rượu 2,7 lít này thì nó sẽ có 10 con đông trùng hạ thảo, 30 g kỳ tử. 30 g kỳ tử thì một bình rượu này tuy nhỏ thôi nhưng mà chất lượng của nó mang lại cho sức khỏe thì vô cùng là lớn mọi người nhé, vô cùng là lớn. Tất cả các bình rượu trang trại đều chia nguyên liệu là nguyên liệu thực tế, nên là mọi người sẽ yên tâm nhất về chất lượng. Tức là bình như này trang trại sẽ cho nguyên liệu vào, sau đấy là cho rượu 45 độ vào, rượu nếp 45 độ, và sẽ niêm phong lại bằng tem mọi người nhé, niêm phong lại bằng tem. Chứ còn không như các loại rượu ở ngoài thị trường người ta bán, người ta chiết xuất thì mọi người không biết được nó là nước bao nhiêu, nhưng mà đây là rượu từ nguyên liệu, từ gốc luôn. Đấy, để mọi người dùng mọi người cảm nhận. Đấy, và cái bình rượu này một người sử dụng thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đấy, thì chia cân thì trong trại cũng sẽ là chia bằng cân điện tử cẩn thận. Đấy, và nhung hươu các kiểu là cũng sẽ là đầy đủ cẩn thận luôn. Đây là nhân sâm tươi Hàn Quốc. Nhân sâm tươi Hàn Quốc thì mọi người nhìn là nếu như anh chị cô chú bác nào mà đã dùng nhân sâm thì nhìn cái nhân sâm này thì chúng ta cũng sẽ biết được thôi. Nhân sâm rất là chất lượng luôn. Trang trại trực tiếp là có người nhà ở bên Hàn gửi về. Thì hôm nay Tài muốn quay lại cái bình rượu này để giới thiệu đến cả nhà thôi. Đây là chưa rót rượu nên Tài muốn quay lại cái nguyên liệu để cho mọi người rõ hơn. Đấy, còn khi mà rót rượu vào rồi thì ngâm một thời gian thì cái màu nó sẽ ra khác, nó không như lúc đầu đây. Ban đầu rót thì cái màu rượu nó sẽ hồng. Tài đăng sẵn và chưa cho rượu vào nên sẽ quay để cho mọi người xem rõ. Đây, một củ nhân sâm này, 10 con đông trùng hạ thảo này, một lạng nhung hươu tươi Thái Lát này, 30 g kỳ tử thì bỏ dưới đáy. Đấy. Thì cái bình rượu 2,7 lít đây thì có giá, Tài công khai luôn ở video này luôn nhé. Giá cái bình rượu này là 2.800.000 và trang trại miễn phí vận chuyển tận nơi. Đấy, cái bình rượu này thì một người có thể sử dụng chắc là cũng phải tầm khoảng gần 3 tháng mới hết. Đấy, tại vì cái nhung hươu này nó rất là bổ nên là không phải chúng ta về chúng ta sử dụng nhiều đâu ạ. Chúng ta về chúng ta sử dụng thì mỗi lần ấy cũng chỉ uống một ly nhỏ như ly mắt trâu mà các anh em hay uống rượu thôi. Và 3 ngày, tức là một tuần là chúng ta dùng 3 lần. Tức cách một ngày chúng ta dùng một lần, cứ cách một ngày chúng ta dùng một lần nhé. Đấy. Rượu thì rượu nếp mà trang trại trực tiếp là có người nhà ở quê nấu. Đấy, có bà nấu thì cái rượu thì hoàn toàn rất là chất lượng. Đến một cái nguyên liệu mà nó quý giá như này mà rượu mà không chất lượng nữa thì thôi ấy. Thì anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu thử cái món rượu nhung hươu thì chúng ta sẽ đây cho em Lan Em Lan rót thử vào một bình đi, để cho mọi người nhìn. Đặt lên cân này, rót luôn ở trên cân luôn, để cho mọi người nhìn cái sản phẩm mà nó hoàn thành như thế nào. Đấy. Hôm nay là có Ngọc Lan và Hồng Duyên đang hỗ trợ để làm hoàn thành ngâm cái bình này, 12 bình này. Thì anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với Trang Trại Tín Tài qua 2 số điện thoại trên màn hình, có Zalo nhé. Đấy. Khi rót vào thì cái huyết ở nhung nó ra thì nó sẽ hồng hồng rượu mọi người nhé. Nó sẽ hồng hồng rượu. Đấy, thì một thời gian thì cái màu rượu nó sẽ thành một cái màu vàng vàng hồng hồng đục đục. Đấy, thì bình rượu này rất là giá trị cho sức khỏe luôn. Đấy, thì tại vì sao Trang Trại phải làm cái ngay bây giờ, tại vì làm tầm giờ là đến Tết mọi người sử dụng được. Và đây nắp lại cái bình rượu như này, Trang Trại sẽ sau khi làm xong sẽ đậy nắp và dán niêm phong tem lại, 2,7 lít mọi người nhé, bình rượu 2,7 lít. Nó thể tích không lớn nên là Trang Trại có thể vận chuyển ở toàn quốc và Trang Trại miễn phí vận chuyển tận nơi. Thì Duyên sẽ bắt đầu làm hoàn thành tiếp những cái bình tiếp theo. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 bình rồi. Sẽ hoàn thành 6 bình trước rồi sẽ còn 6 bình nữa. Và cặp 2 cặp nhung tổng là 1,3 cân. Cân 3 thì sẽ làm được, trừ hao đi, hơn cân 3 một chút, trừ hao sẽ làm được 12 bình. 12 bình. Đấy. Rất là chất lượng luôn. Trang Trại muốn làm nguyên liệu từ gốc như thế này, chứ còn không muốn làm kiểu là chiết xuất ra cái chai đâu mọi người. Nhiều đơn vị là cũng có làm chiết xuất ra chai, tức là chai chỉ có nước rượu không ấy, thì sẽ không đảm bảo được cái... Đấy thì các sản phẩm mà Trang Trại làm từ nguyên liệu như này, về bình đang có sẵn nguyên liệu như này thì mọi người sẽ yên tâm rất là nhiều về chất lượng. Chúng ta không phải lo là nước 1, nước 2 hay gì hết. Làm những cái bình, cái chai rượu mà chỉ có rượu không có nguyên liệu ở trong ấy, mà nói là rượu nhung hiêu ấy, thì chúng ta chỉ bị không thể kiểm chứng được mọi người nhé. Đây, Trang Trại làm và xong rồi sẽ niêm phong lại, sẽ có dán tem, dán niêm phong lại cẩn thận. Đấy, thì các anh các chị cô chú bác mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với Trang Trại. Ở đây thì Trang Trại muốn quay lại để cho mọi người biết về cái sản phẩm này thôi. Còn lại là Trang Trại Tín Tài vẫn là chủ đạo là các sản phẩm nhung hiêu tươi, sản phẩm nhung hiêu tươi cắt ở trên đầu hiêu. Thì anh chị cô chú bác nào mà muốn một cái gọi là một cái cặp nhung tươi nguyên lông nguyên huyết như vậy để chúng ta yên tâm nhất, thì hãy kết bạn Zalo với Trang Trại qua 2 số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Thì cả 2 cái số điện thoại này thì Trang Trại đều có sử dụng Zalo. Mọi người cứ kết bạn Zalo với Trang Trại để Trang Trại được tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Để ủng hộ Trang Trại thì mọi người hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết sản phẩm này hơn. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của Trang Trại Hươu Sao Tín Tài. Đấy, thì Trang Trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, là sản phẩm nhung hiêu sao và những cái sản phẩm như là cao hiêu và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hiêu sao, thường xuyên cập nhật ở cái trên kênh YouTube Nhung Hiêu Sao Tín Tài của Trang Trại. Đấy, thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên Trang Trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ, thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của Trang Trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của Trang Trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.